Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh du lịch của Quyên. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 âm lịch, là ngày Tết Trung Thu ở Việt Nam. Cho nên là hôm nay mình sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho chính mình cũng như cho gia đình của mình. Bây giờ các bạn cùng xem hôm nay mình sẽ làm những gì nhé. Cũng được xem như là một ngày lễ lớn ở Việt Nam. Vào ngày này thì mọi người trong gia đình thường sẽ sum họp lại cùng nhau đón Tết Trung Thu và ăn bánh Trung Thu. Và một điều đặc biệt đối với các em nhỏ nữa là lễ rước đèn vào tối ngày 15 tháng 8 hàng năm. Thì mình rất là thích cái lễ hội rước đèn này, cho nên là hôm nay mình đã quyết định thực hiện làm lồng đèn để đón Trung Thu. Bây giờ thì các bạn cùng mình đi chuẩn bị nguyên liệu nha. Mình đang ở bên trong chợ Đào Thương nè mọi người. Thì mình hiện tại thì mình đang ở Lào, cho nên là cũng có một số điều bất tiện, ví dụ như là khâu chuẩn bị nguyên liệu chẳng hạn. Bởi vì ở Lào thì họ không có đón Trung Thu như Việt Nam mình, cho nên là mình không biết những nguyên liệu để làm lồng đèn thì ở đây có hay là không nữa. Cô ơi, cho con hỏi ở đây có bán giấy bóng kính không ạ? Giấy bóng kính á, để làm lồng đèn á. Dạ. Dạ biết ở đâu có không chị con với? Dạ hỏi rồi nhưng mà họ không có. Dạ. Dạ vậy con cảm ơn ha. Phải nói là mình đã đi hết cái chợ rồi, đi hỏi hết mọi người mà mình có thể hỏi, kiểu như hỏi mấy người Việt Nam mà sang đây buôn bán đó, họ có biết chỗ nào bán hay không thì mọi người đều nói là không biết. Có người nói thì ở đây không ai bán loại giấy này. Mình nghĩ có lẽ cũng đúng như vậy thật, bởi vì ở đây đâu có Trung Thu đâu. Cho nên là mình sẽ đi kiếm giấy màu mình mua và mình sẽ làm lồng đèn bằng giấy màu thử có được hay không. Bây giờ thì các bạn cùng đi với mình nha. Đi mệt quá mọi người ơi. Mình đã mua xong đầy đủ các nguyên liệu rồi, bây giờ chỉ còn thiếu một cái nữa đó là tre. Bây giờ thì các bạn cùng mình đi chặt tre nhé. Mình vừa đến nhà một người Việt kiều và mình đã xin họ một cái tre, họ đã cho. Và bây giờ thì mình sẽ đi chặt tre, các bạn đi cùng mình nha. Đi thôi. Ở bên này có một lùm tre nè mọi người. Mình chặt cây phía bên ngoài này cho dễ ha, dễ kéo xuống. Đã đứt rồi, bây giờ mình sẽ kéo cây tre ra. Yeah. Yeah. Ôi, nặng thế. Yeah. Nặng quá mọi người ơi. Mình sẽ lấy khúc tre tới đây thôi. Mình sẽ chặt khúc này, khúc trên thì bỏ. Ok rồi mọi người ơi. Được rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ dọn cái kia cho chủ nhà. Đây là những cái trend mà mình vừa chọn lúc nãy mình đã đem về nhà. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào công đoạn tỉa tre, chuốt tre để tạo sườn của chiếc lồng đèn của mình nha. Thì thực sự thì mình đã từng làm lồng đèn 2 lần rồi. Một lần là lúc mà mình học cấp 2, một lần nữa là học cấp 3. Tuy nhiên thì những lần đó thì mình chỉ làm trong công đoạn trang trí chiếc lồng đèn mà thôi, chứ mình chưa làm sườn bao giờ. Cho nên là hôm nay mình tiến hành làm sườn của chiếc lồng đèn. Thì mong các bạn bỏ qua nếu như có gì sai sót nha. Bây giờ bắt đầu thôi. Mình sẽ chẻ cây tre này ra. Mình đã làm xong cái phần sườn của chiếc lồng đèn của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ bước tiếp vào khâu trang trí nha. Thì cái lồng đèn này mình đi tìm mua giấy bóng kính mà không có, cho nên là mình sẽ sử dụng cái này để trang trí cho chiếc lồng đèn của mình. Bây giờ thì các bạn cùng mình trang trí nha. Sau một khoảng thời gian khá là lâu thì mình cũng đã làm xong chiếc lồng đèn của mình rồi. Đây là mặt trước nè, còn đây là mặt sau. Đó, mình trang trí theo kiểu mình yêu thích nên là các bạn đừng chê mình nha. Lồng đèn bây giờ đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị món ăn cho buổi tiệc tối nay. Hôm nay là ngày 15 tháng 8, là ngày Tết Trung Thu nên là mình cũng chúc tất cả các bạn Trung Thu vui vẻ. Tuy là có lẽ là ngày 16 tháng 8 mình mới đăng video nhưng mà dù sao mình cũng chúc các bạn vui vẻ. Đây mình ở đây mình có mua một hộp bánh Trung Thu nè, ăn cho nó có không khí Trung Thu. Mình mua hộp bánh này có giá là 120.000 kiếp, tầm 200 mấy nghìn Việt Nam đồng đó mọi người. Một hộp như thế này thì có 4 cái. Đây. Đó, nhìn đẹp ha. Bây giờ mình sẽ cắt ra và thưởng thức cùng gia đình. mời các bạn thưởng thức bánh trung thu cùng với mình nhé. Bánh rất là thơm luôn. Ăn bánh trung thu này mình nhớ những ngày mình ở Việt Nam lúc mà mình còn nhỏ đó. Lúc đó thì vào ban đêm như thế này mình tay cầm một cây bánh trung thu, một tay thì cầm lồng đèn đi chơi khắp xóm khắp làng luôn, rất là vui. Bây giờ thật sự rất là nhớ thời đó luôn á. Các bạn có kỷ niệm gì về ngày trung thu không? Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bữa tiệc cùng với gia đình mình. Chúc các bạn có một buổi tiệc thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Bây giờ thì mình cũng sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn đừng quên cái kênh like, share, ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại.